Hoàng Yến Chibi thái độ khi bị chàng trai Nhật chặn đường trong MV Sốc Nhiệt. Cách biểu cảm, thái độ của Hoàng Yến Chibi đối với hai nam diễn viên người Nhật trong MV mới gây nhiều tò mò cho khán giả. Sau một năm ấp ủ, Hoàng Yến Chibi chính thức tung teaser MV Sốc Nhiệt. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ ba cô bắt tay với nhạc sĩ Khắc Hưng sau Đào Đâu Ra Người Như Anh và Ừ Em Xin Lỗi. Ngoài phần giai điệu rộn ràng, Hoàng Yến Chibi còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì màn chạm trán với hai chàng trai Nhật Bản bảnh bao và giàu có trong MV. Theo đó, biểu cảm khó ưa và có phần nguy hiểm của giọng ca nụ hôn đánh rơi trở thành điểm nhấn trong teaser lần này. Chia sẻ về sản phẩm sắp ra mắt, Hoàng Yến Chibi cho biết, lần này, ca khúc vẫn mang màu sắc trẻ trung, tươi mới, năng lượng tích cực cùng giai điệu bắt tai, đúng với tinh thần mà tôi muốn truyền tải đến khán giả. Được chuẩn bị suốt một năm qua, ca khúc hứa hẹn sẽ là bài hát khuấy động mùa hè này. Bên cạnh teaser, Hoàng Yến Chibi còn đầu tư kỹ lưỡng cho phần quảng bá dự án. Điển hình, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã quay hẳn một bản tin dự báo thời tiết tại Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua bản tin này, cô cũng khẳng định sản phẩm của mình được quay hoàn toàn tại xứ sở mặt trời mọc và hai diễn viên nam góp mặt trong MV cũng là người Nhật. Ngoài ra, lối nói chuyện duyên dáng, lưu loát của giọng ca hẹn gặp anh trong đoạn clip quảng bá cho MV cũng khiến một số người hâm mộ của cô đùa rằng nữ ca sĩ nên thử sức với nghề MC. Được biết, MV của Hoàng Yến Chibi chính thức được phát hành vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 5 trên các nền tảng nhạc số. Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995, cô từng giành Á quân chương trình Học viện Ngôi sao 2014. Cô sở hữu những ca khúc nổi bật như Đội Hoa Mặt Trời, Ngây Ngô, Bỏ Mặt Quá Khứ, Nụ Hôn Đánh Rơi. Bên cạnh đó, Hoàng Yến Chibi còn thành công khi tham gia một số bộ phim điện ảnh như Ám Ảnh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Ngôi Nhà Bươm Bướm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.